Đó. Giống như củ ghề nha, nó đỏ ao luôn. Tầm bậy không à, củ dền. Củ dền, ừ, củ dền. Rồi. Củ riêng khác, củ dền khác đại ca. Có quyền lộn chứ. Người có quyền lộn, học dịch lộn còn lộn hả? Ừ. À, xả gác tầm lum. Sướng nhất là mình vừa bẻ xong rồi cái ngồi ngay tại gốc cây mình ăn luôn nha các bạn. Hạnh phúc nào bằng. Mình recommend nếu mà các bạn mà chưa có trồng một cái cây plum nào á thì hãy nên trồng cái loại plum này. Nó kêu là plum Santa Rosa đấy. Không đây. Phải không nữa, lâu quá quên rồi. Xưa mình mua đó mà. Ừ, ở trong nó có thịt nè, nó có xới các bạn. Nó giống như là mận Việt Nam mình vậy đó. Mời cô chú anh chị các bạn nha, rất là ngọt. Cái vỏ của nó thì nó hơi chua chua. Nhưng mà mình vỏ đó thì nó hơi chua chua. Nếu mọi người thích á thì cái vỏ nó hơi chua chua. Nhưng mình gọt cái vỏ đi rồi thì ở trong nó ngọt nha các bạn. Ồ, mời cô chú anh chị các bạn nha. Ngon quá trời luôn. Tuyệt vời luôn. Bởi vì sắp cũng tới thăm qua. Nó ăn đâu chừa mình ăn đâu. Ngon quá trời luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Trời ơi nó ăn ha, nó rớt. Bữa nay mình dọn dẹp á các bạn. Không tưởng tượng nổi cái cây thơm này ngon kinh khủng. Ngon lắm, hoa xoa ngon luôn. Những cây lúc này không có anh em tới chơi. Trời ơi. Thấy mà nắng không? Em xem lại. Ôi. Đó. Nè. Nó đỏ như vậy đó mọi người. Nó đỏ hết trời đất đỏ luôn. Quá kinh khủng. Bự lắm. Bự không? Cái thấy bởm như là bự lắm. Muốn ăn cái trái nào ngọt ngọt thôi. Tính nhà mình đi có 2 ngày mà nó quất hết mấy trái nữa đó. Trời I know. Cũng... Ui trời ơi, hai cái bị bà cố. Vậy hả? Ok. Đó, mình quay xa xa cho cô chú anh chị các bạn coi apple nhà mình nè, khủng khiếp chưa? Trái to đùng, cây này cũng là cây đặc biệt ngon luôn nha mọi người. Ăn là không chê vào đâu được luôn. Trời ơi, trái này còn em. Cái giống ngon ngon không à, ăn là ghiền luôn đó. Rồi, ý. Trời ơi, uổng quá hả? Rồi, nó lửa trái bự. Ngon, nó ăn. Đợi vậy, dục dưới đây đi, dục dưới gốc đi. Nó có lên cây con này lên. Rồi táp luôn rồi. À. Ha, nhìn lên đây còn ngon lành cứng ngắc nè. Trời ơi, nó biết ăn dữ lắm. Từ nay nó thấy không? Mỗi ngày mà mình cây ngon quá thì cũng không được nha các bạn. Cây ngon thì sẽ có mấy cái con kia nó dành ăn. Còn cây mấy cây dở dở thì nó không có dành ăn nha mọi người. Cây ngon là bị dành ăn hết luôn á. Đó cô chú anh chị các bạn, nó chín quá mình không có hay, nó ở trên cao đó. Cái lọng của ảnh đụng cái nó bị chày luôn rồi nè. Cái lọng có cái móc á. Cái medal của cái lọng nó bị chày. Thật sự ngồi ở dưới giường á là nó mát mà nó thích thú làm sao đâu các bạn. Nè, ngồi quay qua bên đây á là ớt nhà mình nè. Mình trồng ớt ở dưới cái hộc này, ở giữa là cây lê kima. Cái lê kima này cũng bao nhiêu năm trời rồi trời ơi mà nó không cho mình trái nào hết trơn á. Đặc biệt không biết tại sao luôn á. Khí hậu đây hình như nó không đậu được cái trái hay sao. Bông thì năm nào cũng bông nha các bạn. Nhưng mà không thấy trái. Lạ quá. Đó, còn ở dưới này thì mình trồng bạc hà nè mọi người. Ở dưới cái cây hồng. Ồ, cái cây này trái này chắc ngọt lắm ha. Em thấy nó đậm quá rồi nè. Cái mềm nữa nè. Ui. Chịu không nổi luôn. Cái màu đậm gì là ngon nè. Đấy, nó đem mình dập ngon với nó mà. Là chết với nó đó. Sao em nó thấy hình như nó hơi bị nứt nứt là sao vậy? Hả? Có, tụi đó có ăn không? Nó bị nứt nứt hả? Đó cái trái kìa, phải không? Không, không có nứt. Vậy hả? Ôi, cái này nó chín quá, cái này nó ngọt dữ lắm. Trời ơi, mọi người, mình zoom là mọi người coi nè. Ôi, nó đỏ. Nó đỏ nè. Ui, ôi. Cái plum này ngon quá hả? Ngon dữ lắm. Nó có thịt ăn giống như trái mận mình đó. Cái hột chút xíu à, thịt dữ lắm. Chứ không phải giống như cái loại plum kia nước không à. Của ông mễ kế bên chồng á. Trời coi nè, ôi nó nước. Cả ngàn trái mà không ai ăn, không ai thích ăn hết. Trời ơi. Ngon không các củ bạn? Củ gì tua nè. Hả? Củ dền nè.
cụ dền. Nó giống ịt rác lại như cụ dền. Cái màu đẹp vậy đó. Mời cô chú anh chị các bạn. Cái này chắc ngọt gắt. Dạ, ngọt quá. Này chín quá trời rồi. Quá sắp chín rồi. Chín kinh khủng luôn á. Gọt thêm cái ngoài cho nó mấy cái đó đi. Ăn cái trong được rồi. Ngon quá không? Thật sự thì thấy là tôi không có thích ăn chín quá. Chua chua ngọt phải không? Nó vừa vừa tới nó. Rồi nè các bạn. Cái sợi, dù cho nó chín kinh khủng nhưng mà vẫn còn cái sới để mình ăn nha, cái thịt đó. Ngon ơi là ngon. Cái này mà gọt một mình á, một người cạp là hết nã. Trời ăn hoài luôn hả? Hồi nãy nó gì? Hồi nãy giờ không là ba bốn trái rồi. Đã thiệt là đã luôn. Trời ơi, nhà, vô nhà vườn là phải thủ con dao. Nhưng chắc ăn đó theo... Trời ơi, nhà mình thật sự ra, cô chú anh chị các bạn biết không, mình trồng nhiều cây quá rồi đó. Bây giờ mình cứ ghê qua gốc này là ghê qua gốc kia là mình có ăn liền á. Đó, mình ghê qua cái gốc bên đó là mình sẽ ăn apple. Mình ghê bên đây. Hồng giòn. ăn plum, ăn nectarine. Ăn đủ hết rồi các bạn ơi. Phải ham. Ở đây mà được khí hậu mà tốt, giống như việc ở dưới lót chút xíu là mình còn nhiều cây trái nhiệt đới hơn nữa. Có những cái loại mà nó không phải ở xứ lạnh mình thì hơi khó trồng các bạn. Tiếp nữa nè. Ui, nó đỏ quá, trời đỏ. Đây, cái trái này cứng hơn nè. Cái thịt nó còn cứng nè. Cứng ngon hơn. Nãy cứng trái quá. Nãy chín quá, nó muốn thành rượu. Rồi, coi. Nhẹ không? Thấy hên nắng. Ôi, nó đỏ ao. Ngon ơi là ngon. Ngon quá mọi người ơi. Các má tôi ác trì nãy giờ đó. Ngon quá kêu má ơi hoài. Mời cô chú anh chị các bạn. Chịu không nổi. Đây, như cuối cùng. Nhiều quá. Đã thì. Một ngày nay mình ăn không biết nhiều trái cây các bạn. Sáng thì ăn thiết, giờ thì ăn plum. Nguyên cái trái bự vậy, cái hổng chiếu vậy nè. Phải cẩm à. Cái này ăn ngon hơn mận. Quá trời thật, ngon quá. Khỏi trồng mận. Bứng cái cây này ra, giết ra trồng thêm cây nè. Ở trên chắc còn 4-5 trái nữa. Vậy anh bẻ hết luôn đi. Nó chín hết rồi. Dạ. Yeah. Đây hai trái nè. Đó. Phải thấy như thế. Ồ đúng rồi đó, hai trái nó ngon đó. Ba trái luôn. Ừ. Rồi để gửi cái tay ra. Bẻ hết đi. Bẻ lên cho cắt mẻ tay đỏ lòm luôn. Bẻ lên cho ba. Dạ. Thôi một chút chia sẻ cô chú anh chị các bạn nha. Ok bye bye mọi người, bye bye.